Chào các bạn thân mến nha, chuẩn bị sẵn sàng chưa các bạn ơi? Khi mà chuẩn bị bước vào bài tập thì chúng ta sẽ uống nước đầy đủ này. Mời các bạn. Thế, chuẩn bị gạch đi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một vài động tác với gạch hỗ trợ nhé. Ta chuẩn bị gạch này, khăn này. Rồi, và chúng ta bắt đầu đến với bài tập ngày hôm nay. Các bạn chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Đúng rồi, nở một nụ cười thật rạng rỡ nào để chúng ta cùng chào nhau. Tất cả cười đi xem nào. Rồi, rất là xinh, rất là trẻ. Thế, có bạn nào hay bị đau đầu gối giống Nguyễn Hiếu không? Mình đeo cái bảo vệ đầu gối này cho nó đỡ bị bầm, đỡ bị tím ấy. Thế, rồi. Chúng ta chuẩn bị nha. Trước khi bước vào bài tập thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng ngồi thiền thư giãn tĩnh tâm vài phút. Bạn điều chỉnh tư thế ngồi nào. Còn bạn nào mà chưa chuẩn bị thì hãy nhanh chóng để vào kịp lớp. Các bạn điều chỉnh tư thế ngồi. Đúng rồi, lưng giữ thẳng. Mông chạm sát sàn, hai tay để trên đầu gối. Bạn thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Và hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào để cảm nhận nguồn năng lượng của vũ trụ đang tràn vào trong cơ thể của bạn. Và thở ra, thở hết mọi bức xúc, căng thẳng, bệnh tật được đẩy lùi. Và cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể. Đưa tâm trí trở về với cơ thể. Hãy hít vào và thở ra, chắp tay trước ngực. Sau đó đan tay lại, lật ngược lòng bàn tay, kéo giãn duỗi thật mềm cho cột sống của bạn. Duỗi mở cột sống, lưng vai và cảm nhận từng đốt sống trên cơ thể bạn đang giãn dài ra hít sâu và thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Thở ra, bạn hạ tay xuống, thả lỏng tay trên đầu gối. Thư giãn khuôn mặt và mở mắt ra nào. Rồi, hai tay của bạn để trên đầu gối nhé. Hít vào. Bạn đẩy căng lồng ngực, nâng cằm, kéo vai ra sau, nhướn cằm lên, thở ra. Cong lưng siết chặt bụng lại. Hít sâu. Nhướn ngực, nâng cằm. Thở ra, chúng ta tập 5 lần, cong lưng, kéo giãn lưng vai, hít vào. Đẩy căng lồng ngực, nâng cằm lên. Thở. Cong lưng ra sau, siết chặt bụng và thở hết. 4, hít vào. Nhướn ngực, nâng cằm lên. Thở. Thắt chặt bụng, cong lưng ra sau. Nhịp cuối, hít sâu. Đẩy căng lồng ngực, nâng cằm. Thở. Cong lưng ra sau, cúi đầu xuống, kéo giãn lưng vai của bạn. Từ từ hít sâu.
đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Rồi, bạn thấy thế nào? Rất là dễ chịu rồi, đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục cái phần vai một chút nhé. Hít, nâng hai tay lên, đưa dựng cái khuỷu tay của bạn lên. Thế, đúng rồi. Mở rộng lòng bàn tay và các ngón tay, lắc qua phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái. Rồi, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào thật sâu, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng cho tay vai của bạn. Từ từ gập chân ra sau. Bạn chuẩn bị sẵn cục gạch ở phía trước nhé, hai cục gạch. Rồi, ngồi ở tư thế kim cương, mông đặt lên trên gót chân của bạn, tay để trên đầu gối. Hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay lên, kéo giãn duỗi thật dài cho cột sống của bạn. Thở ra, vươn người về phía trước với hai tay thật xa, được chưa nào? Hai tay với thật xa nhá. Rồi, kéo giãn từng đốt sống và vai của bạn rất là dễ chịu và thoải mái đúng không? Đầu ở giữa hai tay, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít sâu, nâng vươn tay và cơ thể lên. Một lần nữa thở ra, kéo giãn dài lưng với tay nắm lấy viên gạch, duỗi thật dài, thật dài, thật xa cho viên gạch của bạn, cúi đầu xuống. Thả lỏng cho cái vùng vai để cái vai của bạn được mở tốt hơn nhé. Hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít sâu, thở chậm. Rồi hít vào, cuộn người, nâng cơ thể lên. Thế, nâng cơ thể lên. Thở ra, hạ hai tay ra sau. Bạn đan tay lại, đẩy căng lồng ngực nào. Thế, úp chặt lòng bàn tay lại với nhau nhé. Hít vào, thở, nhướn người về phía trước, được chưa nào? Thế, từ từ bụng sát về phía đùi, trán chạm xuống dưới sàn. Nâng hai tay của bạn lên, được chưa? Hai tay nâng lên, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, thả lỏng cho tay vai, rung lắc nhẹ, thả lỏng cho tay vai của bạn. Rồi, bây giờ bạn đẩy cơ thể về phía trước. Hôm nay chúng ta sẽ tập với gạch nhiều đấy. Mở đầu gối sang hai bên, tư thế bò mèo nhưng khác với mọi hôm. Hôm nay chúng ta sẽ tập cùng gạch nhé. Và kéo giãn toàn thân với sự hỗ trợ của hai cục gạch như thế này. Cho nên là chúng ta nhanh chóng là mỗi bạn sắm lấy 4 cục để chúng ta hỗ trợ cho quá trình luyện tập của chúng ta. Từ từ hít vào thật sâu, võng lưng, nhướn ngực, nâng cằm, thở, đẩy mông cao lên, gù cao lưng vai, cúi đầu xuống. Hai, hít vào, võng lưng, nhướn ngực, nâng cằm lên, thở ra, gù cao lưng vai, cúi đầu. Ba, hít vào, võng lưng, nhướn ngực, nâng cằm, thở, gù cao lưng vai của bạn, cúi đầu xuống. 4, hít sâu, võng lưng, nhướn ngực, nâng cằm lên, thở, gù cao lưng vai, cúi đầu xuống. Và 5, hít vào, võng lưng, nhướn ngực, nâng cằm, thở, gù cao lưng vai, cúi đầu xuống. Rồi từ từ hít vào, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Bạn chống mũi chân này, chống mũi chân nha. Đẩy mông ra sau, nhón gót chân đi bộ tại chỗ để làm mềm mại cho gân và dây chằng ở chân của bạn. Hít sâu, thở chậm. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó ép gót chân của bạn xuống, ép gót chân xuống, được chưa? Kéo giãn lưng vai, cảm nhận từng đốt sống đang mở rất sâu
đúng không nào? Thế rồi từ từ hít vào, kiễng cao gót chân của bạn, đá chân phải lên, đá chân phải ép sâu vai, rồi từ từ co đầu gối sát về phía ngực của bạn, được chưa? Giữ hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó bước chân phải lên cạnh cái cục gạch của bên phải, được chưa nào? Rồi từ từ nha, bạn nắm lấy viên gạch của bạn này, đẩy viên gạch về phía đầu thảm, sau đó duỗi thẳng dài cái chân của bên phải ra, được chưa nào? Hít vào, thở ra, rồi lại chùng xuống, lưng được duỗi dài. Thế tiếp tục hít lại, duỗi dài, nhướng cái ngực của bạn lên để cho lưng được thẳng nào. Thở ra, chùng xuống, một lần nữa hít vào, duỗi thẳng, nhướng ngực lên, rồi giữ ở đây, hít thở đều. 10, 9, cố lên nha các bạn. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở ra, chùng đầu gối lại, chùng đầu gối lại, đưa hai viên gạch trở về vị trí ban đầu, rồi nâng cơ thể của bạn lên, hít vào, vươn hai tay lên, vươn hai tay, đẩy căng lồng ngực, đẩy ngực căng lên, thế rồi từ từ vòng hai tay ra sau, bạn chắp hai tay ra phía sau lưng, rồi được chưa nào? Hai tay chắp ra phía sau lưng, đẩy cái khuỷu tay ra sau, rồi hít thở đều. 10, 9, úp chặt bàn tay của bạn lại nhé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, nâng vươn hai tay trở về vị trí ban đầu, thở ra, cúi gập cơ thể xuống, chống tay vào viên gạch, rồi sau đó rút chân phải đá ra sau đã. Đá chân phải ra sau, hít sâu và thở ra, hạ chân xuống, hạ gót chân, được chưa nào? Rồi tiếp tục hít vào, bạn kiễng cao gót chân lên, đá chân trái lên, ép sâu vai xuống, từ từ hít sâu, thở gù cao lưng của bạn lên, đưa cái đầu gối về phía gần cằm, rồi sau đó bước lên cạnh cục gạch của bên trái, hít vào, rồi sau đó chống hai cái viên gạch về phía trước, có thể dựng lên, thế thở ra, lùi mông của bạn ra sau, duỗi thẳng căng chân và lưng giữ thẳng, hít sâu, thở ra, nhướng ngực lên. Nhướng ngực lên thì cái lưng của bạn mới thẳng, được không nào? Hít vào, thở ra, một lần nữa, giữ lâu một chút, hít sâu, duỗi thẳng căng chân, giữ, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở ra, chùng đầu gối. Rồi bây giờ bạn vẫn lưng bạn vẫn giữ thẳng nhé. Đưa hai viên gạch trở về vị trí ban đầu đi. Thế, sau đó nâng cơ thể lên, hít sâu, vươn hai tay của bạn lên. Thở ra, từ từ hít vào, duỗi thẳng căng chân sau này, thở vòng hai tay ra sau, bạn chắp tay lại, chắp tay ra phía sau lưng, đẩy càng cao càng tốt theo khả năng của bạn, úp chặt lòng bàn tay, hướng mắt nhìn thẳng phía trước, hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào thật sâu, vươn hai tay lên, vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống, chống về viên gạch, rồi rút chân trái đá cao ra sau nhé, rút chân trái đá cao chân trái ra sau, hít vào và thở ra, hạ chân xuống vị trí ban đầu, ép gót chân, sau đó hít vào, kiễng cao gót chân lên, cuộn người về phía trước, được chưa? Rồi bây giờ hạ đầu gối, lùi mông của bạn ra sau, mở cái viên gạch rộng sang hai bên, thế hít vào, thở ra, hạ ngực xuống, hạ ngực xuống. Wow, giãn rất là mạnh cho cái vai của bạn đấy, đúng không nào? Thế sau đó duỗi mũi chân nhé, lướt người lên, tư thế rắn hổ mang. Có thể chúng ta để ở tư thế rắn hổ mang thấp như thế này, hoặc
Nếu thấy cột sống của bạn dẻo hơn, hãy duỗi thẳng tay thêm một chút nữa, được không? Hít sâu. Thở chậm, nâng cái cằm lên để nâng cho cái cơ mặt, khuôn mặt của chúng ta chống chảy xệ. Hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ lùi mông ra sau nha. Nhấn đầu gối, lùi mông ra sau, hít vào. Đẩy cao mông của bạn lên, hạ gót chân xuống. Ép sâu vai, kiễng gót. Thế rồi, cảm nhận cái mông của bạn được hất lên rất là cao đúng không? Hít vào và thở ra. Rồi di chuyển hai chân, bước về phía trên. Thế, bước về phía trên, hít vào một hơi thật sâu. Nhướn dài cái ngực của bạn lên, được chưa? Cảm nhận cái mông của bạn nó được nâng rất là cao. Kiễng gót chân thử xem nào. 1, 2, săn chắc cho bắp chân. 3, 4 và 5, giữ ở đây, thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Thở ra. Bạn hạ gót chân xuống, trùng đầu gối, hít vào một hơi thật sâu, cong lưng, cuộn từng đốt, từng đốt, từng đốt sống lên. Đầu lên sau cùng, nhắm mắt lại đi bạn, nhắm mắt lại nhá, hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Bạn chắp tay về phía trước ngực này. Chắp tay về phía trước ngực. Từ từ hít vào. Vươn hai tay lên, kiễng cao gót chân của bạn lên, đan tay lại, lật ngược lòng bàn tay lên, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra, hạ tay xuống, đẩy mông ra sau, gập dài cơ thể xuống, được chưa? Rồi, cúi đầu xuống, đẩy cái mông của bạn cao lên, cúi đầu hạ khuỷu tay về phía viên gạch, được chưa nào? Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, đẩy cao mông của bạn lên nha. 3, 2, 1, từ từ hít vào một hơi thật sâu, trùng đầu gối, chống tay, rồi lại duỗi thẳng, nhướn ngực của bạn lên, mở rộng hai chân sang hai bên mép thảm, chếch cái mũi chân một góc 45 độ, hít vào, nhướn ngực lên, thở ra, lùi mông của bạn ra sau và chúng ta hạ ngồi xổm xuống. Được không nào? Hạ ngồi xổm xuống nhé. Hai tay chắp về phía trước ngực, khuỷu tay đẩy, mở đầu gối ra sau, hít sâu. Thở chậm. Rồi, lắc nhẹ cái mông của bạn sang hai bên cho nó mềm mở cho từng cái khớp của bạn. Hít vào và thở ra. Từ từ đưa tay phải vòng qua chân phải, hít sâu. Vòng tay phải qua chân phải. Đưa tay trái vòng qua lưng, nắm hai tay lại với nhau và giữ ở đây, hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Đưa hai tay chắp về phía trước ngực, nhớ là cái đầu gối của bạn được mở bung ra phía sau nhé, hít vào. Rồi đưa tay trái vòng qua chân trái, tay phải vòng qua lưng, thở ra, nắm hai tay lại với nhau, mắt nhìn lên, hít sâu, thở chậm, hít vào, và thở ra, từ từ hít vào thật sâu, thở ra, đưa tay lại, chắp về phía trước ngực này, thế sau đó hít vào, thở ra. Hạ tay xuống, chống về phía viên gạch. Rồi, từ từ đẩy mông của bạn cao lên, thu chân lại, thoát viên gạch ra. Hạ hai tay xuống, dễ dàng hơn rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chống tay xuống dễ dàng hơn này. Rồi, di chuyển hai chân ra sau nhé. Di chuyển hai chân ra sau, ép gót chân xuống, kéo giãn lưng vai của bạn, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, kiễng gót chân cao, hít vào, đá chân phải của bạn lên, ép sâu vai xuống, rồi co chân lên, hõm chặt bụng lại, đẩy gù cao lưng vai, bước chân phải ra ngoài tay phải, được chưa ạ? Rồi
Trùng nhẹ cái đầu gối của bên trái xuống, đẩy nhẹ nhàng, kéo giãn làm dẻo cho toàn bộ bắp đùi của bên trái. Hít thở đều, cảm nhận cái khớp hông của bên phải cũng đang được mở ra, đúng không bạn? Giữ hít thở đều nha. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, giữ lâu một chút để cơ của chúng ta được kéo giãn sâu hơn. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bây giờ hít vào, trùng đầu gối lại của bên trái. Thế, rồi lại dùng hai viên gạch, đẩy viên gạch về phía đầu thảm. Lùi mông của bạn ra sau, duỗi thẳng căng chân phải, được chưa nào? Hất cái mông của bạn lên cao, hất cái mông của bạn lên cao, duỗi dài lưng ra, hít vào. Thở ra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bây giờ hít vào thật sâu, đẩy cơ thể về phía trước, chống tay xuống, rút chân phải của bạn ra sau nha. Hít vào thật sâu, rồi đưa chân phải rút ra phía sau thì đá lên cao đi. Và thở ra, hạ chân xuống, thả lỏng, hạ gót chân. Chúng ta tiếp tục đổi bên nào. Hít vào, kiễng gót chân cao lên, đồng thời đá chân trái lên, ép sâu vai xuống, rồi co chân, gồng cao lưng vai của bạn lên, bước chân trái cạnh phía bàn tay trái, nhướn người về phía trước. Trùng lúc này toàn bộ cái chân phải đang được trùng nhẹ xuống, nhướn ngực về phía trước, hít thở đều, đung đưa lắc nhẹ qua hai bên, làm mềm mại cho gân và dây chằng chân của bạn. Hít sâu, thở chậm, bạn thấy thế nào? Rất là dễ chịu ở tư thế này đúng không? Toàn bộ bắp đùi này đang được giãn này, thích đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn, hít thở đều. Rồi, kéo giữ lâu một chút nha. Hít sâu, thở chậm. 5, 4, 3, 2 và 1. Tốt lắm, từ từ hít vào, thở ra, hạ đầu gối của bên phải xuống đi. Hai tay nắm về phía viên gạch này, từ từ hít sâu, nhướn ngực lên, thở ra, lùi cái chân, lùi cái chân và cái mông của bạn, hất cao cái mông lên, với hai tay về phía trước, hít thở đều, căng, rất là căng cho chân bên trái. Hít sâu, thở chậm, nhớ là đẩy để ép cái mông lên cao. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào thật sâu, thở ra, sau đó hít vào, thở, từ từ chống tay về vị trí ban đầu. Hít vào, đẩy cơ thể về phía trước, chống chắc mũi chân của bên phải, sau đó nâng chân phải lên, đá chân trái lên cao, thở ra, hạ chân xuống vị trí ban đầu, ép gót chân lại. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, từ từ hít vào, kiễng gót chân cao, hạ đầu gối, lùi mông của bạn ra sau, từ từ thở ra, hạ ngực này. Rồi bây giờ duỗi mũi chân, rồi bật cơ thể lên, rắn hổ mang như mọi lần chúng ta lên, nhớn cái ngực của bạn, hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít sâu, rồi chống mũi chân, đẩy lùi mông của bạn ra sau nhé. Thế, rồi hạ gót chân xuống, tư thế chữ V ngược. Hít vào, kiễng gót chân cao, đồng thời đá chân phải lên, thở ra, co chân phải, bước lên phía tay của hai tay, duỗi dài chân trái, được chưa ạ? Duỗi dài chân trái và chúng ta sẽ hạ khuỷu tay xuống, có thể hạ xuống sàn hoặc hạ xuống viên gạch, lưng được duỗi thẳng, cảm nhận toàn bộ cái chân, cái vùng hông của bên phải đang được kéo giãn mở ra. Chúng ta giữ ở đây, hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi, bây giờ hít vào, nâng cơ thể của bạn lên. Thế, đồng thời hạ cái mông phải, co chân trái lên, đặt chân trái qua đầu gối phải,
Rồi, nâng thẳng cái lưng của bạn lên, đảm bảo hai mông được chạm sát sàn, được không nào? Bây giờ bạn vòng tay phải, lưng của bạn giữ thẳng nha, vòng tay phải ôm lấy chân. Thế rồi đan hai tay lại với nhau. Mắt nhìn ra sau hoặc chống tay trái ra sau. Hít thở đều. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 từ từ hít vào, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Bây giờ bạn chụm hai lòng bàn chân của bạn lại. Được chưa ạ? Chụm hai lòng bàn chân, hít sâu. Thở ra, ép hạ cơ thể xuống, hạ khuỷu tay xuống. Được chưa nào? Giữ ở đây nha, hít thở đều. Khuỷu tay chúng ta hạ sao cho nó thẳng với cả vai. Hít vào và thở ra. Cảm nhận những cái sự ách tắc ở cái vùng hông, vùng lưng đều được bung và xả hết ra, đúng không ạ? Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. 5 4 3 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng cơ thể của bạn lên. Thở ra, thả lỏng, co chân phải lại, duỗi chân trái, hai tay chống về vị trí ban đầu, chống mũi chân, hít sâu. Bạn rút chân phải của bạn ra sau, đá chân phải lên. Thở ra, hạ xuống. Rồi bây giờ chúng ta đổi bên, hít vào, kiễng gót chân, đá chân trái lên, ép sâu vai, co chân, gù cao lưng vai, bước hạ đầu gối cạnh hai bàn tay, duỗi dài chân của bên phải. Thế rồi bây giờ bạn hạ khuỷu tay xuống, nhướn ngực của bạn lên, duỗi cái mũi chân của bên phải để ép đùi xuống, và bạn giữ ở đây, hít thở đều, hít sâu, thở chậm. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 từ từ hít vào. Chống tay nâng cơ thể lên, hạ nhẹ mông của bên trái nha. Sau đó co chân phải lên, bắc qua đầu gối của bên trái, được chưa nào? Bạn điều chỉnh để cho mông của bạn được chạm sát về phía sàn. Đưa chân phải qua đầu gối của bên trái. Rồi. Bây giờ bạn vòng tay trái này, ôm lấy chân phải. Nhớ là lưng được vuốt thẳng, ngực được đẩy về phía trước, đưa tay phải ra sau. Mắt nhìn qua vai, nâng nhẹ cái cằm của bạn lên, hít thở đều. Hít sâu, thở chậm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào và thở ra, hạ tay xuống. Rồi, về vị trí ban đầu, chụm hai bàn chân của bạn lại. Chụm hai bàn chân lại. Thế, rồi nhướn người về phía trước. Hít vào và thở ra. Bạn hạ khuỷu tay xuống. Cảm nhận mông được mở bung ra, đúng không nào? Giữ hít thở đều. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. 5 4 3 2 1. Rồi bây giờ hít vào, bạn nâng cơ thể lên, đưa hai tay nắm lấy ngón chân cái của bạn. Rồi từ từ mở rộng hai chân sang hai bên. Mở rộng hai chân sang hai bên, giữ ở đây, hít thở đều. 10 9 8. Cố lên nào cả lớp. 7. Cố lên. Có thể hơi cong nhẹ một chút chân cũng không sao. 5 4 3 2 1. Rồi từ từ hạ chân xuống, thả lỏng cho chân. Thế tiếp tục, mời bạn mở rộng hai chân sang hai bên theo khả năng của mình thôi, không cần mở quá rộng đâu. Duỗi cái mũi chân, duỗi cái mũi chân, nhấn chặt bắp đùi trong và bắp đùi ngoài, nhấn chặt hết xuống. Thế mông cũng nhấn xuống, hai tay để trên đầu gối, hít vào, vươn hai tay lên, duỗi mũi chân xuống. Rồi đan tay lại, đẩy căng thẳng cho cánh tay của bạn đi, giữ ở đây, hít thở đều. 10 9 8 7 6 5
4, 3, 2, 1, từ từ hít sâu, thở, hạ tay xuống, cúi gập cằm xuống, thả lỏng cho vai. Rồi bây giờ thu chân lại, rung rinh thư giãn, thả lỏng cho chân của bạn. Sau đó mời bạn nằm xuống. Mời bạn nằm xuống nha. Rồi, từ từ co hai chân của bạn lên, mở rộng đầu gối sang hai bên, hai bàn tay nắm về phía lòng bàn chân, rồi bạn kéo đầu gối sang phải. Được chưa nào? Tới chạm đất chưa nào? Kéo sang trái, rồi sang phải, sang trái, phải, trái, bập bênh rất là dễ chịu cho cái vùng khớp háng. Tư thế kích thích cái hormone endorphin để cho cơ thể chúng ta luôn luôn hạnh phúc, tâm trí hạnh phúc, cơ thể khỏe mạnh. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ nâng cơ thể lên, đưa chân phải xuống dưới chân trái, vắt qua chân phải thế này, được không nào? Hạ chân xuống, hít vào, giang hai tay sang ngang, thở ra, vặn qua bên phải, mặt nhìn sang trái. Bạn điều chỉnh cho hai vai chạm sát sàn đi. Giữ ở đây, hít thở đều. Hít sâu và thở chậm. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi bây giờ hít vào, đưa chân về vị trí ban đầu. Đưa chân trái xuống dưới, chân phải lên trên, vắt hai chân, xoắn lại, được không? Thế, rồi từ từ hít sâu, thở ra, bạn vặn qua bên trái, kéo qua bên trái, mặt nhìn sang phải, nhấn cái vai của bạn xuống sàn, hít vào, thở ra, hít vào thật sâu, thở ra từ từ, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bây giờ hít vào, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, gập hai chân lại, ôm vòng quanh chân, lắc nhẹ cho cột sống của bạn, massage cho cột sống. Rồi từ từ hạ cơ thể xuống, lấy cái chân cởi lấy hai cái viên gạch của bạn lên. Thế rồi, bây giờ chụm cái bàn chân lại, được không? Mở đầu gối sang hai bên, dùng viên gạch đỡ hai bên gối của chúng ta. Thả lỏng cơ thể ở đây bạn nhé. Hai tay ôm vòng quanh rốn, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn
đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh, giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh, giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn, và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, duỗi chân ra và xoay nhẹ cổ chân, cổ tay. Quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái. Đưa đầu về trung tâm, khép chân lại. Nghiêng mình qua bên phải, cho tim nghỉ ngơi, tĩnh lặng vài nhịp thở. Sau đó mời bạn nâng cơ thể ngồi dậy. Rồi, bài tập của chúng ta đã kết thúc rồi. Nguyễn Hiếu chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc, rất là tốt bài tập ngày hôm nay. Thế và bạn nhớ luôn luôn luyện tập theo khả năng của mình. Một số bạn có nhắn hỏi Nguyễn Hiếu rằng là làm sao để em có thể nhận được các bài tập của cô hàng ngày? Thì cách đơn giản thôi, các bạn nhớ là phải nhấn vào cái nút đăng ký ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn vào cái hình quả chuông để luôn luôn nhận được những cái thông báo về bài tập, về những cái chia sẻ mới nhất của Nguyễn Hiếu bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nguyễn Hiếu xin chào và chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Svaya.